Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố xác nhận thông tin Đà Nẵng ghi nhận 70 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến nhân viên bảo vệ công ty dựa duy tân số 145 đường Truyện Viên Phủ, quận Thanh Khê là chưa chính xác. Theo đó, sau khi ghi nhận ca bệnh là bệnh nhân 12.437 dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành y tế hết thành phố đã tiến hành các hoạt động liên quan như khoanh vùng, điều tra dịch tễ và xét nghiệm các đối tượng tiếp xúc gần và các đối tượng liên quan đến trường hợp này, lực lượng chức năng đã lấy 21 mẫu bệnh phẩm của các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân F1. Đến sáng ngày 19 tháng 6 đã ghi nhận 5 ca diện tính và 16 trường hợp âm tính. CDC Đà Nẵng tiếp tục áp dụng phương pháp lấy mẫu gộp. Theo đó, thì có 484 mẫu bệnh phẩm của các đối tượng liên quan đến bệnh nhân 12.437 được lấy và thực hiện theo phương pháp là gộp 10 người trên một mẫu. Kết quả của CDC Đà Nẵng cho thấy thì có 409 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 và có 7 chùm mẫu gộp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế đang test 7 chùm mẫu gộp này để xét nghiệm riêng lẻ từng trường hợp. Thông tin 7 chùm mẫu gộp với hơn 70 người này đều nhiễm COVID-19 là không đúng.